Đó là nha anh em. Xe này 125 á, lúc đầu qua nó bị ly nồi á. Xe này chủ xe có bữa có thay là full nồi mới rồi nhưng mà vẫn bị rung đầu á. Khách chưa chịu á. Nồi với bô đi là cực kem nha. Mình móc quá, công an nó không có biết đâu. Giúp anh em đi tránh thì công an bắt nhưng mà chạy vô không bôi zin nha. Đi ra lớp chiếc A3 nha, nồi nó là xào xe vô khoảng hai phun nồi mới rồi, nó là xào vẫn còn rung đầu lắm. Cái con nồi trước khi làm nồi cho anh em xem nha. Hết dây luôn nha. Rồi, tiến hành mở rồi ra mình làm xong cho mình xem nha. Đây cái AB 125 27 thì mình là làm full nồi, hai lọc gió với một bồ heo bài. Thì mình làm full nồi nó mở tua ở đây luôn nha anh em. Còn zin nó thì nó lên tới đây thôi. Phay gánh bi nè, bẻ độ. Dớt theo cái bài của mình ha. Làm chuông bố so. Thay lọc gió đồ chơi á, nó giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn, xe nó nhẹ nó bốc hơn nha. Cái lưới này là nó gió nó nhiều hơn, cái zin nó chạy thời gian nó kẹt bụi nó không có ngon. Mình đạp vô mình test anh em xem nó khác biệt ha. Một bộ hai cổ luôn, móc bài im á, anh em đi chậm không có nghe. Test cái con AB 125 sau khi làm nồi bô lọc gió, làm nồi full mở tua luôn nha anh em. Xe con zin nó lên tới đây 110 mấy 120. Cái nồi vô mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Okay. Lẹ nha anh em. Xe 125 á, lúc đầu qua nó bị ly nồi á, nó yếu nữa, rung đầu lắm nha. Và mình khắc phục lại full nồi luôn. Xe này chủ xe có bữa có thay là full nồi mới rồi nhưng mà vẫn bị rung đầu á. Khách chưa chịu nên là đem qua mình làm lại hết nha. Thằng móc luôn cho bô với thay lập cái đồ chơi luôn. Nồi với bô đi là cực kem nha. Mình móc quá, công an nó không có biết đâu. Giúp anh em đi tránh thì công an bắt nhưng mà chạy vô không bôi zin nha. Mình đi ra lớn nên công an cũng không biết nữa nha anh em. Bồ mình móc nó đi chỉ là nó thoáng hơi, nó tống hơi là lẹ thôi. Chứ nó không có lớn nha. Anh em nẹp nó chỉ nghe có là hơi, chỉ có lực một xíu thôi chứ không có lớn lắm. Vừa nghe anh em chậm nó đi luôn.
Đây tiếp tục Rider Radio SH Việt SH 300 Center City SH Ý SH Việt rồi. Nhà cái 300 gã máy làm hết luôn. Cái xe này trong nhà đang ráp. Hay cố gắng qua mùa dịch. Ngồi xuống.